Hello các bạn nha. Hello các bạn. Hello các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Vàng TV nha các bạn. Thì bữa nay các bạn nhìn nhá chỗ cẩm này nè các bạn. Cũng hiểu rồi đó. Trời ơi, nguyên bộ tông đơ mới luôn các bạn ơi. Bữa nay anh em mình sẽ chơi vào năm vố này, vố lớn nha các bạn. Hồi sáng anh em mình có ngủ không đi uống cà phê, ông đi đám rồi các bạn ơi. Nãy hai ông mới chạy xe về, ông xỉn ông nằm ở ngoài hè ông ngủ các bạn. Anh chạy xe về mà anh gục tới gục lui, té lên té xuống. Nhà chơi ngủ mình ra cho hất tóc giùm vào năm luôn các bạn ơi. Chiếc này chơi cái đầu này là festival luôn. Chơi cái đầu này là đi dạ hội luôn. Bây giờ chơi bữa nay cho bà năm chữ. Chắc không giòn đâu. Anh thức dậy chắc cái đầu anh chắc chữ lắm. Chiếc này nhớ chơi lớn luôn nha các bạn. Các bạn muốn biết cái đầu của Dương Năm nó đẹp ra sao, các bạn đón chờ màn tròn của ba anh em mình nha các bạn. Giờ ba anh em mình đi ra ngoài coi ổng ngủ yên giấc đặng ba anh em mình đặt máy quay các bạn ơi. Các bạn đợi trong giây lát nha các bạn. Các bạn ơi, ba anh em mình mới ra bạn. Gặp ổng nằm ngủ queo râu ra các bạn. Đây mình quay cho các bạn cái mặt mà đi ăn nhậu giờ xỉn sai nữa các bạn. Cây thù chút quá giống quá người ta không biết sao sao chưa anh em mình đặt máy quay ở trên cái cây các bạn. Ổng biết hơi nhiều rồi, bữa nay anh em mình quyết định không đặt mà anh em mình leo lên cái sải quay xuống luôn các bạn, cho các bạn xem trực tiếp luôn nó mới vui các bạn ơi. Đây nhá, bây giờ tôi leo lên cây sải, ông đưa máy cho tôi nha. Có thứ ăn chơi xa đồ này nè, cái hội bị gì đó. Gì? Ăn chơi xa đồ. Nhẹ thôi. Bây giờ nhà chơi lấy thêm bịch bột nữa nha các bạn. Đậu hũ xanh. Đậu trồng một con trắng. Chơi nhộng bạch kim luôn. Bây giờ hai anh em mình sẽ đứng để đợi nha các bạn. Cạo trước. Thấy không? Tiếng này hai anh em mình chơi lớn luôn bạn. Có gì chiều nay hai cái đầu của anh em mình đi gan đi ổng luôn bạn ơi. Chiều nay mình rất là trọng. Đi qua nè. Anh em mình có sợ không nghe bạn, anh em mình qua núp các bạn ơi. Đậu xanh ông ngủ không Năm? Chiến này tôi nói vợ không, đừng cho vợ ông kêu ông luôn, cho ông xong luôn. Có chưa? Ok chưa? Rồi, cầm máy quay đi, tôi leo lên. Cầm máy quay đi. Này nếu mà chơi ổng ngồi là hai anh em mình có gì chơi cái đầu giống ổng luôn á. Chết luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cứ phải tôi đấm cho mấy nhà.
mình dính trên cây luôn rồi các bạn ơi. Đậu xanh. Ông đâu rồi? Trong lỗ luôn rồi. Không biết mình trên cây các bạn ơi. Chuyện nào? Ngủ quá chuyện nào? Lỗ luôn rồi. Chuyện nào không ngủ à? Đây, đây các bạn. Dạ. Mày chứ. Còn có đâu? Còn ngồi trên cây không à? Dạ. Dạ. Nhả đẩy mà không làm mạng mình các bạn ơi. Bắt được. Đậu thanh ông. Ông nấu máu mình luôn rồi. Ai dạ. Dạ. Mày hiểu không? Ông kìa, ông lại. Ông lại ông đưa tiền cho ông đi hớt tóc kìa. Bây giờ ơi, ông là mạng của tôi rồi. Đậu thanh. Thôi giờ con đưa tiền cho Dương Nam, con chở Dương Nam đi hớt tóc lại rồi, đẹp trai hơn, ok không? Trời, trai vậy. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Đậu thanh. Đậu chuyên ngưỡng Dương Nam coi. Trời ơi, quýnh một đậu. Tóc lỏng luôn à. Cái này ra ngoài chút phát bông rồi sao rồi. Mà con hỏi ông rồi sao ông hất tóc ông còn nhắm tóc gì nữa hả? Trời ơi trời, tóc mà chơi cái này nữa dùng thứ ăn chơi sai đỏ. Này chơi xa đỏ nè. Đưa cái tâm đưa tao ơi, không đưa nó giấu rồi. Chuyện nào mà ông đẩy luôn. Ông đẩy luôn, ông cứu phòng cái con ngươi à. Thằng gì nó không có tiếp ai trơn bạn ơi. Mày lấy tông đơn rồi, cái đầu của Nhã Châu hình cái đầu con sông quê luôn đó. Đây nè. Ừ, đẩy đi, đẩy đi. Bây giờ cứu tao. Mà đẩy vô Dương Nam cái ốc nữa rồi. Mà đẩy vô Dương Nam cái ốc nữa rồi. Đậu xanh nhá chú chơi bây giờ mình là cái thằng bị làm mạng bạn. Giờ nó dắt Dương Nam đi hết cái đầu mới nữa. Nè thấy không Dương Nam. Bà Nam mới ngồi đó bà cạo khoai mì quá ấy mà bà không kêu luôn thấy không. Là ông bà, là ông biết bà cũng muốn chơi ông rồi đó. Hồi nãy ông nói bà nói để tao đẩy cho chuội luôn mà mấy tôi không chịu đó. Để hả đây. Giờ sao? Đẩy lông giò luôn chứ. Hồi nãy quên đẩy chuội lông giò không đi. Tôi đi tỉ rồi đó. Tôi tỉ hết tóc lại đây. Hai ngày xuống đi hết tóc lại. Trời cái đầu sáng tư luôn. Hất tóc rồi thôi đi còn phải đặt nhọn bạch kim nữa biết giống ai nữa. Thôi. Mày ngồi xuống đi hết cho. Đây bạn, phạm nhân nữa bạn. Vậy thủ quá, đồ ăn chơi xe đỏ đó. Mày đợi đấy, mày đợi đấy. Đợi đấy, đợi đấy. Đó bạn ơi. Giờ ba anh em mình chơi với Nam thành công rồi các bạn ơi. Mày đợi đấy. Nếu các bạn thấy cái đầu của Nam có đẹp trai, các bạn nhớ cho Dương Nam một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Nhận chia sẻ cái đầu Dương Nam tới mấy bà bờ hớt tóc khác các bạn. Người ta đi sửa lại cho ổng mà chứ không gì trơn á. Thèm được chứ. Dạ anh em mình xin nhờ kết thúc video luôn nha các bạn. Xeo là gì? Xeo là gì? Đang, mình kết thúc video đang mình chở Dương Nam đi hết cái đầu khác rồi. Ông đẩy cái đầu mình đi gan đầu ổng luôn quá. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn.